Thưa quý vị, đến thời điểm hiện nay, 38 trên 39 điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đã được Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đà Nẵng xử lý dứt điểm, hoàn trả mặt đường đúng kế hoạch, góp phần đảm bảo an toàn giao thông xuyên suốt. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nút giao thông Đinh Liệt, Nguyễn Đình Tứ nằm trên địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ là một trong 38 vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vừa được xử lý trong tháng 9 vừa qua. Theo đó, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đà Nẵng đã cải tạo, thu hẹp giải phân cách, mở rộng mặt đường, tạo làn rẽ trái, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông nhằm tăng khả năng thông hành, giảm ùn tắc xung đột tại khu vực nút giao, đảm bảo các phương tiện lưu thông xuyên suốt. Trước đây tình hình giao thông trên ngã tư này thì ngã tư Đinh Liệt, Nguyễn Đình Tứ này là trước đây thường xuyên xảy ra tai nạn, nhưng tuy không chết người nhưng thường xuyên va chạm giữa ô tô và xe máy và tất cả các phương tiện khác. Từ khi lắp lại hệ thống này thì thấy bớt giảm hẳn cái sự tai nạn ở đây và người dân có ý thức nhiều hơn. Còn tại đường DT601, vị trí trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phụ huynh đưa đón học sinh, Ban An toàn giao thông thành phố đã đề xuất giải pháp cải tạo vỉa hè để làm nơi đưa đón học sinh, di dời bổ sung điện chiếu sáng, trồng mới cây xanh, lắp đặt thêm biển báo, kẻ vạch sơn tín hiệu. Tôi thấy là ở thành phố cải thiện cái đường, cái vịnh đổ xe này rất là hợp lý và rất là an toàn cho các cháu. Khi phụ huynh dừng xe ở đây là không có chỗ, mà thành phố đã triển khai làm như thế là tôi thấy là rất là hài lòng, về rất là đẹp, về an toàn cho các cháu. Đưa đón và có chỗ để giữ xe an toàn nữa. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đà Nẵng cho biết, trong đợt này, Trung tâm đã phối hợp với Ban Quản lý An toàn Giao thông quận huyện xử lý cải tạo 39 điểm vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong đó, hai quận có điểm đen nhiều nhất là Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn với 9 vị trí và quận ít nhất là Thanh Khê, 2 vị trí. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức sửa chữa, xử lý hư hỏng mặt đường trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14B với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Nhìn chung là trong thời gian qua, việc với sự hỗ trợ của các ngành và với sự chung tay của địa phương, quận huyện thì rà soát đề xuất các vị trí xử lý vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả là rất tốt, là về số vụ tai nạn là giảm cả 3 tiêu chí về số vụ cũng như là số người chết, số người bị thương, là góp phần xây dựng thành phố, bốn quan của thành phố Đà Nẵng là ngày một tốt hơn. Hiện Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 trên 39 vị trí, điểm nút được cải tạo. Còn nút giao thông đường Mê Linh, Nguyễn Lương Bằng đang triển khai thi công, lắp đặt đèn tín hiệu, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 11 năm nay.